chào các bạn. Quay em sao không thấy em gì hết trơn vậy? Thấy hả? Xin chào các bạn, hôm nay mình đi ra mình cắt trái bầu nha các bạn. Trái bầu mấy bữa bự bự đó, bây giờ nó khô rồi. Bây giờ mình cắt nha. Rau vẫn còn nè các bạn. Rau quá chừng luôn ha. Bữa nay sao đất? Đó, vàng bầu của má mình đây. Mấy bữa nó thấp. Giờ má mình đổ đất lên nhiều quá, giờ nhìn màu nó mấy bữa nó cao, giờ nhìn nó khác màu nè. Chui vô các bạn ơi. Wow, nó cứng ngắt rồi các bạn ơi. Bây giờ cắt thịt cái bầu khô nè. Hello, có thấy cái bầu này không biết cắt vô không biết nặng bao nhiêu ký nữa. Ăn cắt trước đi. Cut up first. Em phải lấy ra trước. Nổ cắt trước. Em thích lấy trước. Bự quá vậy. Đó. Gần tí ha. Trời. Gần tí. Thấy không? Thấy. Đó, các bạn thấy trái bầu mấy bữa không? Trái bầu này trồng từ tháng 5 đến giờ. Bây giờ tháng mấy rồi? Tháng 11 rồi hả? Cũng gần 6 tháng rồi đó. Giờ mình cắt. Cái nỗi đau anh, nó dai quá vậy. Nó đắt rồi đó, đỡ đó. nặng không biết. Ủa, nó nặng thiệt anh. Giờ sao đây? Thôi. Các bạn ơi, được trái bao nè. Đó. Vô làm giống, tha hồ lấy giống nha các bạn. Khiên xa ha. Wow. Vô nhà cân thử mấy ký. Bạn nhìn nè, cây gì nè, cây the, trái lê vàng nè. Bây giờ rụng mấy trần lá rồi, nó có mấy cái búp búp này. Mùa xuân á, sẽ ra hoa nhiều lắm. Mà bây giờ mùa đông rồi, cây cối ngủ đông á, để lấy sức ra hoa ha. Wow, rồi râm quá chừng này. Vui quá. Vô xem. Mình dựng trái bầu này khoảng 2-3 tháng. Xong rồi cái mình để cho cái hộp ở trong này nó già thêm rồi. Mình đã lấy 2-3 tháng nữa mới mổ ra lấy hộp nha các bạn. Rồi, đã cắt trái bầu xong rồi. Bây giờ vô nhà. Qua em lên cầu thang. Đi lên cầu thang nè. Ông xã mình đang quay cho mình đó. Nè. Nặng quá chị. Đi lên cao nhé. Dựng đây hả? Xin chào các bạn, hôm nay cuối tuần các bạn ơi. Chủ nhật qua nhà má chồng hái một ít cải bẹ xanh bỏ vô trong này, đem về nấu canh tôm ăn hoặc là làm bánh xèo ăn cũng được. Hái về rồi suy nghĩ thử mình làm món gì nha. Rồi bây giờ mình sẽ hái rau mùa đông cho vui nè các bạn. Không biết các bạn có nghe mình nói rõ không? Để cái máy quay phim hơi xa xa. Đó. Lạnh ngắt luôn các bạn. Mà rau cải bẹ xanh này sống được lạnh nè. Sống được tí. Cái nào nó vàng vàng như thế này thì mình đem về cho con thỏ ăn nha các bạn. Còn cái nào ngon thì mình ăn. Ha, quá chừng là rau luôn. Má chồng mình trồng rau tốt quá chừng. Rau này á, ở nhà má chồng mình á, mấy dì mình muối chua ăn rất là ngon. Làm cải chua đó ngon lắm. Hôm nay chủ nhật các bạn, mình qua nhà má chồng mình làm bún măng vịt. Hồi nãy mình có quay cắt trái bầu dài mấy bữa đó, mình cắt hết rồi. Rồi hái ít rau nữa. Quá chừng là ngon ha. Rau mùa đông cái cải này nè, nó vừa cay nồng luôn á, tại lạnh đó. Lạnh giống như mấy cái rau này nó chống để nó bảo vệ, nó gồng để nó chịu lạnh á. Nó đậm mùi hơn các bạn. Nó đắng hơn nè, nó nồng hơn. Cho nên ăn cuốn bánh xèo rất là mê nha. Nó giòn mà nó cay nồng, ăn ngon lắm á. Quá chừng nè.
một tí là đầy rổ à. Mình hái xong mình chừa lại cái gốc các bạn, rồi tiếp tục lên tiếp, nó lên cho tới tháng 3, tháng 4 mùa xuân ấy. Mùa xuân má chồng mình sẽ gieo lại một đợt nữa, cái đợt này mới gieo bữa hôm vừa rồi khoảng tháng 9, tháng 10 nè các bạn, mà cứ hái ăn hoài như vậy rồi nó lại nứt lên cái khác. Còn khi nào mà tuyết á, tuyết rơi xuống mấy cái rau này nó sẽ giống như bị úa dập, nhưng mà mấy ngày tuyết nhả ra là nó trở lại bình thường các bạn. Rau cải đắng này nó rất là mạnh, nó sống được trong tuyết luôn. Ngon chưa? Chưa gì được một rổ rồi nè. Vui các bạn, ở Mỹ mà có rau hái là vui. Rồi đi tới chỗ khác. Đó, nguyên vạn chỗ này nè, nhiều chưa các bạn? Thấy chưa? Nè ha. Thế nước sương nó rơi xuống càng lạnh hơn nữa. Ha. Tao này làm bánh xèo ăn ha. Rồi làm mì quảng ăn cũng ngon nè. Mì quảng lúc nào cũng có rau cải đại xanh nè, cắt vô trong cái rau sống á, ăn tuyệt vời lắm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách nấu bún măng vịt. Ít bữa nữa mình sẽ hái mớ rau này mình làm mì quảng gửi đến cho các bạn xem nha. Hái rau mùa đông thú vị các bạn, tại rất là quý, mùa đông rau quý lắm á. Wow, nhìn cái gốc rau cải bệ xanh này ở bên Việt Nam mình á, mình ăn mình đừng có nhổ, mình cắt thôi các bạn, hay là mình bẻ lá xong rồi mình để lại cái gốc, nó lại lên tiếp cho mình ăn, khỏi phải gieo lên lần nữa, ăn phải 5-6 lần nó mới ra bông rồi mình lấy giống luôn, chứ mình nhổ thấy phí cái gốc quá. Quá chừng là rau. Thơm, thơm nồng, nồng mùi cải bẹ xanh. Mùa đông á, cây cối nó lên chậm, mà chỉ có cái loại rau này là nó chịu lên mùa đông thôi nè. Ha. Ngon không? Nè ha. Này, lần mình cuốn bánh xèo á, rồi với cái rau chua nhà mình, hoặc là mình cắt xoài chua vô mình cuốn á, ăn gì đâu mà nó ngon, nó đậm đà, nó cay, nồng, gắn với miếng bánh xèo, với miếng thịt ba chỉ, với miếng tôm, chấm nước mắm. Wow, nó ngon hết sảy luôn. Quá chừng là ngon ha các bạn. Mùa đông trồng được rau này chắc mình về mình gieo ít rau cải bệ xanh để dành ăn nè. Đó, cải bệ xanh đó. Ha. Chút xíu nữa mình về nhà mình gieo một ít cải bệ xanh sát sát vô trong vách tường á các bạn. Miếng đất trồng nào mà sát vô trong vách tường á thì nó ấm áp, cái nó lên cải cho mình ăn. Mùa tuyết chả hiểu sao nữa, rau cải đắng bên Việt Nam lại thích tuyết hay ha. Đã chưa? Nguyên một rổ đầy rồi. Thôi đi vô nhà các bạn ơi. Một rổ này là tha hồ mà ăn. Quá chừng ngon. Chỗ kia kìa, chỗ kia nguyên một dãy. Ở đây là rau kale. Rau kale má mình trồng để xay nước uống đó. Bây giờ mùa đông chắc nó già, nó dai lắm, cho nên má để vậy luôn. Rồi lâu lâu mình ra mình hái mấy cái lá già cho thỏ ăn. Còn những cái cây này nó sẽ ra bông, ra bông vào mùa xuân, mùa xuân rồi mùa hè thu ha. Quá chừng ha. Rau kale này, kale này ngoài chợ mắc lắm á các bạn. Đó, $3 nửa ký đô la,
Rau này ngoài chợ mắc lắm, 3 đô nửa ký. Thì khoảng hơn 70 ngàn tiền Việt Nam nửa ký nha, khoảng 140 một ký các bạn. Đó, quá chừng luôn ha, ăn đâu có hết đâu. Rau này nó sống lâu năm lắm các bạn, cái gốc nó sẽ bự. Đó, nguyên vặt cải chỗ kia mình mới hái xong, chân máy quay phim vẫn còn đó. Đây là cây trà mùa đông nè các bạn. Cây trà nè các bạn, mùa lạnh mà trà vẫn sống được nè, còn nở hoa nữa. Đó, thì tuyết rơi, trà nó chỉ úa thôi, nó không có hư hết ha, cái lá nè. Này hái vô nấu nước chè xanh uống ngon lắm các bạn. Đó, má mình trồng cây này chắc cũng được 2 năm rồi. Đó, cái hái lá ăn chừng chừng suốt ha. Những cây này đẹp không? Đó, lá quá chừng là lá. Đó, hái uống bớt rồi đó, bây giờ ra hộp nè. Ha, mùa xuân á nó nở bông trà, ra đây mà chụp hình vui ha. Giờ cũng có mấy cái nè. Đó, vô đây ké ké tấm hình với cái bông. Thương không? Đó, hành bơ rô nè, ăn xong biết cắt bao nhiêu lần rồi vẫn lên nè các bạn. Đó, mình cắt xong lại nó nứt lên những nhánh mới, nó sống hồi luôn á các bạn. Hành bơ rô á dễ sống lắm, tỏi tay đó các bạn. Bên này cũng có một cây trà nhỏ nhỏ nè, cây chè xanh nè ha. Cây này thì yếu hơn nhưng mà từ từ cũng lớn, cũng ra hoa nè. Đó, trồng chè xanh ở xứ lạnh đó được ăn uống lá quanh năm ha, mùa tuyết cũng ra lá luôn. Nhưng mà yếu hơn chút xíu. Lên cho em. Ồ, cao gần bằng chị luôn rồi. Vậy gần bằng chị. Xin chào các bạn. Hồi nãy đến giờ ông xã quay cắt được cái bầu, bây giờ làm thêm được cái rổ rau nữa. Bây giờ mình cầm luôn ha. Hết cái bầu. Bầu quá nặng luôn, làm sao mà cầm được đấy. Các bạn phụ cầm mình với ha. Nặng chưa? Đó, cái bầu này hơn 6 găng tay nha các bạn. Bây giờ nó mập, nó nặng mà nó cứng cáp, nó nặng y, cái vỏ nó cứng ngắc rồi các bạn ha. Bây giờ mình đem vô nhà để cho má mình dựng ở trong nhà khoảng 1-2 tháng. Sau đó thì sẽ đập ra lấy hạt giống nha các bạn. Rồi má mình để dành giống cho sang năm, rồi chia bà con xung quanh ở đây. Quá chừng ngon không? Tạm biệt các bạn nha, mình đi vô nhà đây. Cầm cái bầu chọc cái tay mình chắc nó lên đô luôn á, nó lên chuột luôn á. Quá chừng là bự. Bạn thấy không? Đó, quay cho các bạn thấy nè. Wow. Wow. Nó muốn ngã luôn các bạn ơi. Ha. Nhìn nè, cái cuốn nó nè. Cái đuôi nó nè. Cái đùi nó dựng ở trong cái chậu, bây giờ nó có bị nâu nâu ha. Vô nhà thiệt đây, nặng quá rồi. Muốn đổ luôn quá. Tạm biệt các bạn, vô nhà thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn muốn chia sẻ đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.